21. Nào nào, đói rồi đúng không? Mau ăn chút đồ đi. Vất vả rồi, vất vả rồi. Nào, ăn chút đồ đi. Ăn chút hoa quả nha. Qua đây, qua đây. Đây, vất vả rồi. Bà con, mọi người làm gì vậy? Chúng tôi không thể lấy đồ của quần chúng. Đúng đấy bà con, chúng tôi là bộ đội của đảng Cộng sản, không thể lấy từng đường kim mũi chỉ của mọi người. Cậu xem, đây không phải là kim chỉ. Nào, cầm lấy, là trái cây, là đồ ăn. Hôm nay chúng tôi tới đi đưa đồ. Đưa cho bác Lộ. Nào, cầm lấy. Cầm lấy, cầm lấy. Khách sáo gì chứ, đừng ngại, cứ cầm lấy. Dưa hấu rất ngọt. Vất vả rồi, vất vả rồi, mau ăn đi. Ăn nhiều một chút, trong này vẫn còn rất nhiều. Tôi đi lấy, chờ một chút. Ăn thì mới có sức chứ. Bà con, đừng lấy nữa. Bên này vẫn còn một người. Xin lỗi cậu này. Tôi sao? Nào, ăn dưa hấu đi, cảm ơn. Cậu không phải bác Lộ. Tôi là quốc quân. Quốc quân cũng có mặt mũi ăn à? Tôi... Quốc quân thì sao chứ? Quốc quân không phải đánh giặc à? Chúng tôi không được ăn dưa hấu à? Thật là... Đùa cái gì vậy? Trung Hào, Ngọc Hoàng, đói rồi có phải không? Táo, mau ăn đi. Được. Ăn nhiều một chút. Cũng may em là người của bác Lộ. Nếu không anh không có cái gì mà ăn. Chỗ giam cầm của bác Lộ quân bọn em mở quen rồi. Bị giam cầm chuyện nhỏ như vậy anh đã sớm quen. À phải, em nói xem, những người dân này sao đối xử với bác Lộ quân tốt như vậy? Vừa đưa hoa quả, vừa đưa đồ ăn. Vừa rồi cô ấy nghe nói anh là quốc quân, thái độ liền thay đổi. Cái này là vì bác Lộ quân chúng em là bộ đội của đảng Cộng sản, vì người nghèo giành lại chính quyền. Bộ đội bọn em có thể so sánh như cá, người dân so sánh như nước. Đây chính là tình cá nước quân dân. Quân đội là cá, người dân là nước. Có ý nghĩa, đạo lý mới mẻ. Vậy là nói như cá không có nước sẽ biến thành cá mặn đúng không? Anh đúng là thông minh. Thật ra thì bác Lộ quân chúng em yêu quý nhất là người dân. Bọn em tin tưởng quần chúng, dựa vào quần chúng, phát động quần chúng, tổ chức quần chúng, mãi mãi một lòng vì bá tánh. Sao lại nhìn em như vậy? Đây vẫn là tiểu sư muội anh quen biết chứ. Sao lại hiểu biết nhiều như vậy? Đương nhiên là phải rồi. Bởi vì bác Lộ quân không chỉ là một đơn vị quân đội, mà còn là trường học. Nó dạy em rất nhiều điều. Em cũng hiểu được rất nhiều đạo lý. Xem ra em rất thích bác Lộ. Rất thích. Người ở đây đối xử với em rất tốt, còn dạy cho em rất nhiều điều, thứ mà em không biết. Còn thích hơn cả anh à? Nói cái gì vậy? Thiệt tình. Ngọc Hoàng, em không ăn, bên ngoài còn rất nhiều. Anh ăn đi. Táo bên ngoài sao có thể so sánh được táo anh đã ăn qua chứ? Ăn một miếng đi. Nào, nhiều người lắm. Long cô nương, Trung Hào cậu ấy bị giam ở đây. Phòng giam cầm ở bên trong, tôi không vào được. Được rồi, cảm ơn. Anh ăn đi. Ai vậy? Ai? Một người bạn. Một người bạn. Bạn gì? Nào, ăn đi. Thêm một miếng nữa. Thế cục nguy gian.
Du Mỗ ôm chặt quyết tâm hy sinh tất cả, chiến đấu với Lũ Nhật. Ngày ra trận, Du Mỗ khi một cái quan tài, không dùng nó để đựng thi thể của tôi, mà là dùng nó để đựng đầu của kẻ địch. Hay, nói rất hay. Khi phát lệnh kháng chiến, Du Mỗ nhiều lần chiến đấu với quân địch. Trước giờ cục diện chưa từng nguy hiểm đáng sợ như ngày hôm nay. Bây giờ đại bộ phận Hoa Bắc đã rơi vào tay giặc, chúng ta không thể lùi bước. Hôm nay mời mọi người tới chính là vì muốn bàn bạc trận không thể không đánh. Sau đây xin mời mọi người xem. Phòng ngự chiến khu của chúng ta, Tây đến sông Cự Mã, Đông tới hồ Bạch Dương. Tổng binh lực phòng thủ chỉ làm 3 quân, 2 hỗn thành lữ. Binh lực quân Nhật chỉ làm 3 sư đoàn giáp chủng, 1 lữ đoàn độc lập. Mục đích của chiến dịch là để phối hợp tác chiến, chiến đấu phương hướng Sơn Tây Hán Khẩu, chiếm lấy Bảo Định, kiểm soát Bình Hán, bắt đoạn đường sắt Tân Phổ. Quân phòng thủ của ta, mặc dù nó là 3 quân, nhưng mà thời gian trước trong trận đấu cơ bản đã bị đánh thảm, binh không đủ số, thiếu trang thiết bị trầm trọng, cơ cấu tổ chức hoàn chỉnh, chỉ còn lại vài sư đoàn ít ỏi với sư đoàn thứ 53 của chúng ta. Vì thế chiến khu đặt sư đoàn của chúng ta ở nơi chắc chắn tấn công của quân địch. Tình báo cho thấy mũi tiến công chính của quân địch đó là lữ đoàn độc lập thứ 4. Lữ đoàn trưởng là Mutoyichi, người này là đối thủ vô cùng đáng sợ. Còn lại 3 sư đoàn dự tính sẽ triển khai từ một trong hai cánh của Mutoyichi. Sau khi dựa vào bản đồ đánh bại bộ đội phòng thủ còn lại của chúng ta, dây kín Bảo Định. Sư đoàn thứ 53 của chúng ta cộng thêm trung đoàn độc lập thứ 56, bát lộ quân và lực lượng vũ trang các địa phương, số lượng người đã hơn lữ đoàn 4 của quân Nhật. Nhưng về phương diện trang bị vũ khí và huấn luyện sĩ binh vẫn còn thua xa. Vì vậy, đây là một trận chiến ác liệt. Hy vọng các vị có thể làm tròn nhiệm vụ vì đất nước, đồng tâm đồng trí, dũng cảm chiến đấu. Tôi ra lệnh, Phạm đoàn trưởng của đoàn độc lập 546 có bộ phận của anh phòng thủ tiền tuyến đường thủy, chặn đánh chính diện lữ đoàn của Mutoyichi. Rõ. Tăng đoàn trưởng đoàn thứ 156 có bộ phận của cậu cố thủ cầu sát đường thủy, là thê đội thứ 2 của đoàn 546. Không có mệnh lệnh của tôi, bất cứ bộ đội nào lui xuống từ tiền tuyến, tất cả sẽ bị xử tử tại chỗ. Rõ. Lý đoàn trưởng của đoàn 331 có. Đặng đoàn trưởng của đoàn 332 có. Bộ phận của hai cậu ở hai cánh của đoàn 546, ngoài khu vực kênh rạch chằng chịt, linh hoạt chiến đấu. Rõ. Bát lộ quân Ngô Tư lệnh, mong xuất quý quân của anh phòng thủ tiền tuyến Du Phường, Hiền Đài, Bắc Lâu, để ngăn chặn quân Nhật du hồi. Du sư trưởng, Du Phường, Hiền Đài, Bắc Lâu đương đầu với lữ đoàn trọng trang của quân Nhật, binh lực đã phân tán như thế, sẽ bị đánh bại hết lần này tới lần khác. Tôi đề nghị quân của tôi sẽ di chuyển về phía khu vực núi Bản Hữu, ra sức đến gần 546, tập trung binh lực gây sát thương lớn cho quân địch. Lời nói của Ngô Tư lệnh rất có lý. Nhưng mà khu vực núi Bản Hữu và Mãn Thành đều là vùng núi, quân Nhật chắc chắn sẽ không đi chiếm đóng. Phòng thủ những nơi này đúng là vô nghĩa, bọn họ không đến càng tốt. Chúng ta có thể du hồi về phía sau địch, phối hợp với đoàn 546 bao vây ngược lại chúng. Ngô Tư lệnh, anh đây là đang nghi ngờ sắp xếp của tôi à? Du sư trưởng sao lại nói như vậy? Chiến đấu lần này, chiến khu trao cho tôi quyền chỉ huy. Bát lộ quân làm bộ đội láng giềng phối hợp chiến đấu, Du Mỗ đương nhiên là cầu cũng khó được. Nhưng mà tôi cũng hy vọng Ngô Tư lệnh có thể tôn trọng quyền quyết định của tôi, tôn trọng quyết định của chiến khu. Anh còn về vũ trang địa phương, ý của tôi là để Long Tây Thành tiên sinh làm tổng chỉ huy, phối hợp quân của tôi thực hiện tình báo, phá hỏng, đột kích, áp sát hành động. Đương nhiên rồi,
trong lúc cần thiết vẫn có thể làm quân dự bị. Du sư trưởng, Long Mổ có tài đức gì? Chức tổng chỉ huy này không dám nhận. Không dám nhận. Tam gia, anh đừng từ chối nữa. Tôi nghe theo anh hết. Đúng, Tam gia đức cao vọng trọng. Ngoài anh ra, còn ai nữa chứ? Chúng tôi đừng nghe theo Tam gia. Cảm ơn du sư trưởng. Được rồi, cứ quyết định như vậy. Chúng ta không nên lãng phí thời gian ở những chuyện nhỏ nhặt. Các vị, chúng ta sắp đương đầu với bộ đội tinh nhuệ nhất của quân Nhật. Hy sinh là điều khó tránh khỏi, nhưng mà trước đại nghĩa của quốc gia, vinh nhục sống chết của mỗi người có là gì chứ? Tôi thân là quân nhân cách mạng, xả thân vì chính nghĩa, chính là ngày hôm nay. Em phải đi rồi. Ở thêm một lúc nữa đi. Chúng ta lâu rồi không gặp. Anh có rất nhiều lời muốn nói với em. Hôm qua vẫn chưa nói xong. Em vẫn còn công việc. Em phải đi tuyên truyền, phát động quần chúng. Anh không cần lo lắng. Để anh gia nhập bát lộ quân, chúng ta có thể ở bên nhau mỗi ngày. Cái gì? Anh gia nhập bát lộ quân à? Ai nói với em anh muốn gia nhập? Không phải anh muốn ở bên em mỗi ngày à? Muốn chứ. Vậy cũng nên là em theo anh mới phải. Thuyền theo lái, gái theo chồng. Em là người phụ nữ của anh. Vậy anh đi đâu? Em phải theo đó chứ. Không phải vẫn chưa gả à? Hơn nữa, bây giờ thời đại thay đổi, con gái nên làm chủ bản thân. Cái gì mà tam tòng tứ đức, sớm nên dứt vào trong đống rác. Anh cũng không phải muốn làm chủ nhân của em, cũng không nói cần em tam tòng tứ đức. Nhưng mà em là người phụ nữ của anh, anh là người đàn ông của em. Vậy em theo người đàn ông mà em thích, đồng cam cộng khổ, đây chẳng phải là điều đương nhiên à? Vậy anh cũng có thể theo em đồng cam cộng khổ mà. Em, anh đường đường là đàn ông. Em bảo anh đi theo em, còn ra thể thống gì chứ? Chủ nghĩa đại nam nhân. Trung Hào, thực ra thì em muốn anh gia nhập bát lộ quân, không chỉ vì chúng ta có thể ở bên nhau mỗi ngày. Điều quan trọng là bát lộ quân do đảng cộng sản lãnh đạo, quân đội nhân dân, vì người dân mà giành chính quyền. Hy vọng của tương lai Trung Quốc đều đặt trên lưng của cộng sản. Em hy vọng anh có thể hiểu. Ngừng, Ngọc Hoàng à, em đừng nói đạo lý như vậy, anh không có nhã hứng. Anh chỉ biết quốc quân là quân đội chính thống của quốc gia. Phạm đoàn trưởng là một đại anh hùng, thật lòng muốn đánh lũ giặc. Trước đây, anh dưới sự diều dắt của Phạm đoàn trưởng, bọn anh đã cùng nhau đánh bọn quỷ. Bọn anh thực sự là vì quốc gia, vì dân tộc. Không phải, bát lộ quân mới là vì dân tộc, vì quốc gia. Em đừng nói nữa. Đúng là dớ dẫn. Anh chỉ quen biết một mình Phạm đoàn trưởng. Anh chỉ tình nguyện làm quân binh của ông ấy. Những quân đội khác, Trịnh Trung Hào này tuyệt đối không thèm nhìn. Trung Hào, sao anh cố chấp như vậy? Đúng, anh chính là cố chấp như vậy. Từ nhỏ tới lớn, em cũng biết tính cách của anh. Cha của anh đánh gãy chân của anh cũng không thay đổi. Vì vậy, cái gì mà bát lộ quân chứ? Em tuyệt đối đừng nhắc tới cho anh, được chưa? Ngọc Hoàng à, Ngọc Hoàng, đừng tức giận. Chúng ta đã lâu không gặp, đừng vì chuyện này mà cãi nhau. Nói thật thì anh là người đàn ông của em. Em rời khỏi bát lộ quân theo anh, đó cũng là chuyện đương nhiên. Trung Hào, em sẽ không rời khỏi bát lộ. Trung Hào à, anh ở trong quốc quân lâu như vậy, lẽ nào anh không cảm thấy quốc quân mục nát cỡ nào à? Vốn dĩ không hề yêu người dân. Em thật sự hy vọng anh có thể suy nghĩ về ý kiến của em, gia nhập bát lộ quân, đứng về phía lão bá tánh, có được không? Em sẽ luôn chờ anh.
Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Thật là chị, em chạy theo chị làm gì? Lúc nãy ở trong phòng giam cầm, sao chị không vào? Em không nhìn thấy tiểu sư muội của anh ta à? Em không nhìn thấy họ cắn cùng một quả táo à? Một người thông minh như em sao lại hỏi một câu ngu ngốc như vậy? Chị ghen rồi. Sao có thể chứ? Chị, Long Mai chị có thể ghen sao? Em, qua đây. Nghiêm túc trả lời chị một câu. Chị trông có dễ sợ không? Không đâu, ai nói chứ. Tính cách của chị tệ lắm mà. Không có, tính cách của chị rất tốt. Vậy tại sao anh ta không thích chị? Đó là do anh ta không có mắt nhìn. Chị là ai? Chị là đại tiểu thư của Long Gia, thống lĩnh Long Gia tập tự vệ quân. Chị còn sợ không có ai thích chị à? Hơn nữa, chẳng phải ai cũng có hai con mắt một cái miệng sao? Sao chị cứ phải để ý tới mỗi một mình anh ta? Chị thích anh ấy. Không biết tại sao, mỗi lần ở bên cạnh anh ấy vô cùng thoải mái, rất là vui. Thật rối bời. Thật rối bời. Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Không nghĩ nữa. Không nghĩ. Đi. Tam gia, lần này chúng tôi nhất định. Có tiền thì cấp tiền, có lực thì cấp lực. Có người, đương nhiên phải cung cấp người. Đúng. Tam gia, chỉ cần một câu của ông. Chúng tôi không cần phải nói gì hết. Quyết định không thể chối từ. Sư tỏa, mời dừng bước. Phạm đoàn trưởng có chuyện gì à? Mời qua bên này nói chút chuyện. Rốt cuộc có chuyện gì mà bí hiểm như vậy? Sư tọa, ty chức có một thỉnh cầu, hy vọng ngài có thể đồng ý. Mời nói, phải là chuyện có lợi cho kháng chiến. Du mổ nhất định dốc hết sức. Chúng tôi hy vọng sư bộ có thể chuyển giao phòng ngự cầu lớn đường thủy cho 546 chúng tôi. Tại sao chứ? Sư tọa, anh cũng biết hai cánh mặt trận của chúng tôi là khu vực kênh rạch chằng chịch, không được linh hoạt. Phía sau chúng tôi là sông lớn, thông đạo duy nhất là cầu lớn đường thủy. Vì vậy chúng tôi hy vọng nắm quyền cầu lớn đường thủy. Như thế ngộ nhỡ tình hình chiến đấu chuyển biến xấu, vẫn còn một chỗ để xoay sở. Phạm đoàn trưởng, anh nghĩ quá nhiều rồi. Tôi phái đoàn 156 canh giữ cầu sắt, cũng chính là vì muốn thiết lập hậu phương vững chắc cho anh. Hơn nữa, lúc cần thiết có thể chi viện cho các anh. Nếu đoàn của các anh lại phân binh phòng thủ cầu sắt, không phải là yếu đi à? Cái này, yêu cầu này tôi không thể phê chuẩn. Sư tọa, khẩn cầu anh suy nghĩ lại. Sư tọa, tính mạng của hàng nghìn anh em chúng tôi đều nằm trong suy nghĩ của anh. Phạm đoàn trưởng, anh nói gì vậy? Chưa khai chiến đã nghĩ tới đường lui. Đây là điều mà một quân nhân nên làm mà.
Tôi, lần chiến đấu này vô cùng quan trọng, anh biết rõ. Tôi khuyên anh không thể có suy nghĩ khiếp sợ quân địch. Tôi, Phạm Ngọc Đình, không sợ gì cả. Dùng kết quả chiến đấu của tôi có thể chứng minh, không cần nhiều lời. Hôm nay tôi đến chính là vì muốn có được hai chữ: công bằng. Phạm Ngọc Đình nói xấu thượng quan, kháng lệnh không tuân, phải lên tòa án quân sự. Sư tỏa. Phạm đoàn trưởng, Ngô tư lệnh. Hôm nay trời đẹp, chúng ta ra ngoài đi dạo. Được, mời. Mời. Phạm đoàn trưởng, tôi cảm nhận được sự lo lắng cho thế sự trước mắt. Có lời không biết nên nói hay không? Ngô tư lệnh, có tin gì xin cứ nói. Về sự bố trí của du sư trưởng trong hội nghị khiến tôi cảm thấy rất lo lắng cho anh. Cầu lớn đường thủy là thông đạo sống chết của đoàn anh. Du sư trưởng lại không giao cho anh phòng thủ, chi trưởng của anh lại trốn ở phía sau. Như tôi thấy, danh là giúp đỡ, thực chất là theo dõi, thậm chí có hàm ý đốc chiến. Đúng. Bàn tính nhỏ của du sư trưởng chúng ta đánh tiếng rất lớn. Sao tôi không nhìn ra chứ? Nhưng mà trước mắt, tai họa của đất nước ập xuống. Con người tàn sát đến nước này. Thân là quân nhân, chúng ta phải chảy máu bản thân trên chiến trường kháng Nhật mới không xấu hổ với quân trang này. Phạm đoàn trưởng kiên quyết báo quốc, Ngô Mỗ bái phục. Có điều, nếu như bị đối xử bất công, mọi thứ không cam chịu sẽ chỉ là thịt trên thớt mà thôi. Tác phong con người của du sư trưởng tôi biết. Anh ta bố trí như thế muốn lấy cái anh làm bia đỡ đạn. Anh ta và bộ đội chính thống lo sợ nên sớm đã bàn sẵn đường lui. Thiên chức của người quân nhân là phục tùng mệnh lệnh. Vì đảng quốc tận trung là nguyện vọng khát khao từ bao lâu của tôi. Những chuyện khác cứ để cho qua đi. Kháng Nhật đương nhiên là trách nhiệm không thể chối từ. Nhưng mà nếu bị người khác hãm hại còn mù quáng cống hiến một mực, cái này không nên. Phạm đoàn trưởng, tôi anh có quan hệ tốt, tôi sẽ nói những lời thật lòng với anh. Cấp trên của anh cơ bản không có anh ra gì. Nếu như anh muốn đổi chỗ, chỗ của tôi, chỉ cần có thể dốc sức cho đất nước, chỗ nào chả giống nhau. Ngô tư lệnh, ý tốt của anh tôi xin nhận. Được rồi, nếu như anh vẫn kiên quyết như thế, tôi sẽ không nói nhiều nữa. Lần chiến đấu này tôi sẽ dốc toàn tâm toàn lực giúp đỡ cho anh. Có vấn đề gì nhất thiết phải nói thật với tôi. Ngô tư lệnh, cảm ơn. Báo cáo. Đoàn trưởng, lính trinh sát báo cáo, quân Nhật tập trung hùng hậu, muốn giành lại phố Phong Hóa. Quân Tiên Phong đang cố gắng hết sức. Ông xem. Đã hợp xong cuộc họp điều phối, chúng ta cũng nên quét dọn chiến trường. Được thôi. Trịnh Trung Hào, Văn Lập Hiên, hai con hổ này đã bị chúng ta giam 2 ngày, cũng nên thả họ ra khỏi lồng. Ngô tư lệnh, mời. Tôi đây không còn tiền nữa, nhanh thật đấy. Tôi... Quynh đệ ở trước cửa. Kêu cái gì mà kêu? Tôi thấy hơi khát nước, có thể phiền anh rót một cốc không? Biết là làm phiền, còn mở mồm ra nữa. Anh bị giam cầm, không phải đến đây để thăm hỏi người thân. Còn uống nước, uống cái con khỉ. Lý nào là vậy? Thái độ của anh là gì? Sao? Không phục à? Tối qua ông đây thua không ít tiền, đừng có làm phiền. Làm phiền nữa, tôi động thủ. Hỗn xược. Ừ.
Đoàn trưởng, Đoàn trưởng, hai cậu giỏi quá rồi. Đánh bạc, miệt thị quan trên, cậu có biết bị phạt cỡ nào không? Đoàn trưởng, đúng là tôi đánh bạc, nhưng mà anh ta cũng không phải quan trên của tôi. Sao lại không phải? Bác Lộ cũng là quân đội quốc gia, cậu ấy cũng là quan trên. Nghe thấy chưa? Dân, mở cửa ra. Dạ. Đoàn trưởng, Phạm đoàn trưởng, văn giáo đạo viên, mời ngồi. Mời, mời. Trưởng quan, mời uống nước. Cảm ơn. Uống đi. Cảm ơn Phạm đoàn trưởng. Văn tiên sinh, nghe nói cậu là chuyên gia về đánh trận, trù hoạch ở nơi màn trướng, cử trọng tụ khinh, tay nghề thành thạo. Ngô Tư lệnh khen không ngớt lời. Phạm đoàn trưởng quá khen, tôi chỉ là cẩn trọng dè dặt một chút. Cẩn trọng dè dặt là tốt. Gia Cát Lượng một đời chỉ cẩn trọng, vì cẩn trọng mới có thể ở vị trí bất khả chiến bại. Thật là quá đáng tiếc, nhân tài tốt như vậy ở bên Bác Lộ. Bác Lộ đã thu nạp lại, nhưng mà không chính thống. Tôi nghe nói đoàn 546 của các ông cũng là quân công chính hiệu, vẫn luôn bị chính thống bài trừ. Cái này so sánh với chính thống, đoàn 546 thực sự không chính hiệu. Nhưng mà dẫu sao chúng tôi cũng là quốc quân. Văn tiên sinh, nếu cậu đồng ý ở lại, vậy chắc chắn tiền đồ rộng mở. Sao hả? Tôi đi lính không phải vì thăng quan phát tài. Vậy là vì điều gì? Lúc đầu chỉ vì miếng cơm. Sau này ở trong quân đội không ngừng học tập, cuối cùng tôi cũng hiểu Đảng Cộng sản, Bác Lộ quân đại diện cho phần đông người dân, lợi ích cơ bản mà chúng tôi gánh vác là cả quốc gia, hy vọng của cả người Trung Quốc. Vì vậy, cho dù chỉ là một chiến sĩ bình thường, cũng là một viên gạch không thể thiếu trong bức tường độc lập. Hay, nói rất hay. Nói những điều này trước mặt của Phạm đoàn trưởng có chút mạo phạm. Làm gì có, người có ý chí, có suy nghĩ luôn luôn hơn những loại suốt ngày đần độn ngu dốt, đúng không? À phải, Phạm đoàn trưởng, cuộc họp điều phối có phải đã họp xong rồi không? Tất cả bố trí đã hoàn tất, sẽ nhanh chóng đánh trận thôi. Quân đội của ông có phải bị sắp xếp vào vị trí nguy hiểm nhất? Sao cậu biết? Thượng quan Du sư trưởng của ông tôi đã sớm nghe nói, trong ngoài bất nhất, ham muốn hưởng lạc, không phải là một người thật tâm muốn kháng nhược. Hơn nữa, kiểu quý nhân chủng mắt thấy tai nghe, tôi cho rằng ông ta vì bảo toàn thực lực sẽ đưa quân đội của ông đặt vào vị trí đầu tiên để đỡ đạn cho ông ta. Cậu Văn thật là một người hiểu chuyện. Đúng như cậu nói, lần này đoàn 546 thật sự bị đặt vào vị trí nguy hiểm. Nhưng mà tôi không hối hận, bởi vì Phạm Mỗ đánh trận không phải vì đỡ đạn thay cho người khác, mà vì chiến đấu cho quốc gia. Phạm đoàn trưởng trung thành và tận tụy, tôi bái phục. Chỉ là quân đội Nhật khí thế to lớn, nếu như tình hình chiến đấu bất lợi, Du sư trưởng rất có khả năng sẽ hy sinh đoàn 546 để cứu bản thân rút lui. Điểm này Phạm đoàn trưởng cần sớm chuẩn bị. Cảm ơn cậu nhắc nhở. Chúng ta không nói những điều này nữa. Hôm nay tôi tới là muốn thả con hổ cậu ra ngoài. Cậu Văn, cậu có thể tự do. Cảm ơn Phạm đoàn trưởng. Mời.
chứ? Mời. Chính quỷ. Mở cửa ra. Lý Chính Quỷ. Thịnh Liên Trưởng, cậu có thể ra ngoài. Sao? Tôi có thể ra ngoài à? Đúng. Bác Lộ Công làm việc cũng kỳ lạ thiệt. Không phải chỉ cần chuyển lời là được à? Cần gì Chính Quỷ phải tới? Phái một tiểu binh là được. Thịnh Liên Trưởng đâu phải là một tiểu binh. Tôi làm sao có thể không tới chứ? Đi thôi. À phải, rốt cuộc là chuyện gì? Tình hình là như vậy. Lũ giặc tập trung quân đội hùng hậu, muốn giành lại Phong Quá. Phân khu của chúng tôi quyết định tạm thời rời khỏi Phong Quá. Mời Thịnh Liên Trưởng mau chóng trở về quân đội của mình. Thì ra là vậy, chúng ta mau chóng đi về. Được. Hai người các cậu đưa Thịnh Liên Trưởng về. Dân, mời bên này. Gọi anh đấy. Chúc mừng nha, anh tự do rồi. Sao cô lại tới? Tới lúc nào vậy? Tới lúc nào? Tới cùng cha tôi. Long Tam gia cũng tới à? Cô đến tìm tôi có việc hả? Thịnh Trung Hào, đại tiểu thư của chúng tôi đặc biệt tới tìm anh. Sao anh lại vội vàng như vậy? Đi đâu? Tôi muốn tìm Ngọc Hoàng. Hay là các cô cùng đi đi. Không đi. Tôi phải tìm cha tôi. Cô tìm cha cô. Vậy tôi đi trước. Chị Trung Hào này có gì tốt? Sao chị lại quan tâm như vậy? Đúng là đầu gỗ. Đi chết đi, đồ đầu gỗ. Chị, đừng tức giận. Vì loại người này không đáng đâu. Chị à, đừng tức giận nữa mà. Lão đệ Ngọc Đình, cậu phải chú ý nhiều. Bố trí của Du sư trưởng đến người không hiểu quân sự như tôi cũng nhìn ra. Ông ta muốn ép cậu đi tới đường cùng. Đường cùng mà, quốc gia đổ nát, giặc qua hống hách lộng hành, có chỗ nào không phải đường cùng? Tôi đã sớm thề chết báo quốc, không màng sống chết. Đại ca, anh không cần lo lắng cho tôi. Lão đệ, cậu không nghĩ cho bản thân, cũng phải nghĩ cho các huynh đệ chứ. Tôi không giúp cậu được gì, nhưng mà xó gốc Long gia tập, cửa lớn vẫn luôn mở chào đón cậu. Đại ca, cảm ơn. Nhưng là quân nhân, thiên chức tuân theo mệnh lệnh, cho dù phải vào dầu sôi lửa bỏng cũng quyết không từ nan. Lão đệ, bảo trọng. Đại ca bảo trọng. Tạm biệt thúc thúc đi. Thúc thúc, thúc ở quân đội làm không được vui vẻ thì tới Long gia tập. Long gia tập luôn chào đón chú. Nha đầu, nhớ chăm sóc cha cháu. Dân, đi. Đi thôi. Đại ca bảo trọng. Bảo trọng. Đoàn trưởng, chúng ta cũng nên đi thôi. Được. Thịnh Trung Hào đâu? Quân Nhật cách thành phố Phong Hóa không đến 50 dặm. Nhậm Lại Phong và Trung Hòa phụ trách chặn hậu, đang bố trí. Đi. Mau lên. Mọi người. Lão Khưu, tay anh không sao chứ? Không có gì trở ngại, chỉ là vết thương cũ. Chủ yếu là hoạt động không thuận tiện cho lắm.
Không sao, uống chút rượu có lẽ sẽ khỏi. Còn uống rượu, anh không cần mãn à? Được, không uống. Xem ra vẫn còn muốn uống rượu, chắc là không có chuyện gì. Như vậy đi, chúng ta chuẩn bị, lát nữa xuất phát. Dừng. Nào, mọi người cố gắng lên. Ngọc Hoàng, chúng ta đi từ biệt sư huynh. Mau lên, mau lên. Giữ sức. Sư huynh, sư huynh, Lập Hiên, Ngọc Hoàng, báo cáo về quân đội đi. Dân, sư huynh, đúng lúc bọn em muốn từ biệt anh. Lần này chúng ta cuối cùng cũng có suy nghĩ giống nhau. Sư huynh à, có chuyện em nhất định phải nói cho anh biết. Nói đi. Tình hình chiến đấu bây giờ, cục diện đối với 546 vô cùng bất lợi. Em rất lo lắng. Hy vọng anh vì tương lai của bản thân sớm ra dự định. Ngày nào cũng mưa bom bão đạn, anh đã sớm quen. Lợi hay bất lợi thực ra không quan trọng. Cũng không có dự định gì. Anh cái gì cũng không quan trọng. Em cũng không quan trọng. Không, đương nhiên là em quan trọng. Tấm lòng của anh đối với em trước giờ không thay đổi. Trung Hào à, nếu anh thật sự không thay đổi, vậy thì anh theo em gia nhập Bát Lộ Quân đi. Ngọc Hoàng à, em đừng nói nữa. Anh biết anh tuyệt đối không gia nhập Bát Lộ Quân. Chỉ cần Phạm đoàn trưởng vẫn còn, anh mãi mãi là lính của ông ấy. Hơn nữa, chúng ta đã lâu không gặp. Nếu em rời Bát Lộ Quân theo anh, vậy chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau. Trung Hào, em đã nói với anh, em sẽ không rời khỏi Bát Lộ. Anh biết em là cô nhi, không có người nhà, nhưng mà các anh chị ở Bát Lộ Quân, họ đối xử với em rất tốt. Trung Hào à, anh theo em đi. Em sẽ đi cầu xin tư lệnh. Ngọc Hoàng à, em đừng nói nữa. Em nghe nói anh tuyệt đối không gia nhập Bát Lộ. Tất cả những thứ em cần, quốc quân anh cũng có. Giống như Phạm đoàn trưởng của quốc quân, ông ấy giống như cha ruột của anh. Còn có những huynh đệ của anh cũng đối xử với anh rất tốt. Bọn anh giống như huynh đệ ruột. Ngọc Hoàng à, em là người con gái của anh. Vốn dĩ chúng ta nên ở bên nhau. Em đừng nghĩ nhiều như vậy. Theo anh đi. Xem ra anh và em không ai có thể thuyết phục được ai. Dù sao cục diện bây giờ, trận này vẫn phải đánh. Như vậy đi, sau khi trận chiến kết thúc, anh nhất định sẽ lập tức tới đón bọn em. Có được không? Trung Hào, em biết mình không thuyết phục nổi anh, nhưng mà em hy vọng anh nhớ kỹ, em sẽ mãi mãi chờ anh. Bất kể bây giờ anh có suy nghĩ gì, em cũng sẽ chờ anh. Em sẽ mãi mãi chờ anh. Anh sẽ nhớ. Anh nhất định quay về đón em. Sư huynh, bảo trọng. Chuyện gì vậy? Từ biệt với sư huynh. Chiến tranh sắp diễn ra. Vị trí của sư đoàn 546 rất nguy hiểm. Có tình huống gì, anh phải nhất định cẩn thận. Tiểu sư đệ, em cũng nhớ chăm sóc tốt cho bản thân. Còn nữa, thay anh chăm sóc Ngọc Hoàng. Yên tâm đi, em sẽ. Anh phải chú ý an toàn. Bảo trọng. Được. Chuẩn bị xuất phát. Đi, lên đường. Tất cả mọi người lên đường. Bảo trọng. Trung Hào. Trung Hào sao rồi? Tôi tìm cậu khắp nơi. Quân đội ngay lập tức phải rời thành phố Phong Hóa. Mau theo tôi. Được, đi. Đi.